Đây là cá lăng và cá chèn dinh chiên tươi nè các bạn. Ăn với rau sống nè, chấm chấm nước mắm chua ngọt ha. Đây tô nước mắm nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Còn đây là cá lăng nha, nó chiên vàng giòn luôn nè, không ngấm dầu luôn đó cô chú, rất là ngon tuyệt vời luôn. Đây là rau sống dưa leo thì ăn kèm với cái này nè, đó nước mắm chua ngọt nè ha, nè bữa cơm nè. Thì ở quê không có món ăn gì cao sang hết trơn á cô chú anh chị ơi, đơn giản vậy thôi, chỉ là cá đồng chiên lên rồi làm nước mắm chua ngọt với thêm mớ rau rau thơm như xà lách, rau diếp cá, dưa leo rồi xong. Đây ba con, hai con cá lăng và một con cá chèn dinh, thì như đây cũng đủ được buổi chiều rồi ha cô chú anh chị, rất là ngon luôn nè. Rồi mời cô chú anh chị xem video thưởng thức món ăn này với Long Lùng nha. Còn ở đây thì em còn lại là hai con cá lăng và hai con cá chèn dinh, em đã làm và rửa sạch sẽ hết rồi nè. Thì cái này em sẽ để lại ngăn tủ lạnh để ngày mai em tiếp tục chế cái biến món ăn khác cô chú. Đây hai con cá lăng nè ha, hai con cá chèn dinh luôn. Này thì em chưa có khứa xương, em mới làm sạch rồi, chưa có khứa nhuyễn ra. Cá chèn dinh đó là mình phải khứa ra ha, để mình ăn khi mình chế biến chín rồi đó, mình ăn nó không có bị xương nhỏ, nó là xương chữ y không đó, cả nhà lưu ý về cái cá chèn dinh ha. Này thì ngày mai em sẽ kho kho nụ hay là kho bầu đó, rất là ngon luôn. Bốn con cá tươi sống luôn nè, nhìn nè cái mang nè còn đỏ hoe luôn nè, là cá rất là tươi sống luôn, nãy em mua mà dãy phạch phạch. Nhìn mấy cá rất là ngon. Cái này nướng cũng nướng cá lăng này nè, nướng chấm mắm me cũng tuyệt vời luôn á, cuốn bánh tráng ăn ha, rất là ngon. Rồi nha, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nhớ cho kênh một like nha và một lượt đăng ký miễn phí để và nhớ bấm cái chuông để nhận cái thông báo từ video mới nha. Rồi xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. À.